Nhật Bản bãi đỉnh, hành động đẹp từ cổ động viên đến cầu thủ. Hôm qua tại World Cup 2022, các cầu thủ của đất nước mặt trời mọc đã tạo nên cơn chấn động khi làm nên chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức. Tuy nhiên, ngay sau đó, một hình ảnh ý nghĩa hơn đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đó là phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản. Các cầu thủ đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp trước khi rời đi. Thậm chí mấy chàng trai còn gấp thêm vài con hạc giấy và viết những dòng chữ cảm ơn bằng tiếng Nhật. Trước đó một ngày, mọi người cũng thi nhau chia sẻ những hình ảnh đẹp của cổ động viên Nhật Bản trên khán đài sau khi kết thúc trận đấu. Họ tự động dọn dẹp rác thải xung quanh khu vực của mình, khiến cả thế giới phải trầm trồ về ý thức của người dân đất nước này. Không ai bỏ ai, họ đi từng hàng ghế để thu gom vỏ chai nhựa, giấy rác mà mọi người để lại. Quả không sai khi nói đại hội thể thao không chỉ là nơi để so tài mà còn là nơi để các nước giao lưu văn hóa và thể hiện những nét đẹp của quốc gia mình. Chẳng biết đội tuyển Nhật Bản đại diện châu Á sẽ đi sâu được đến đâu, nhưng 8TV thì thấy nước bạn xứng đáng 10 điểm thanh lịch chuẩn không cần trình rồi đó. Các bạn nghĩ sao về hình ảnh này? Comment chia sẻ với 8TV cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị nữa nha.